Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình làm video, mình chia sẻ đến cho anh em sử dụng cái bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB để anh em sử dụng với máy mô tô Kentap để anh em kiểm tra cảm biến CKB hệ thống đề từ ACG anh em nhá. Và cái cáp này là cáp kiểm tra cái con cảm biến CKB trên dòng xe tay ga hệ thống đề từ ACG. Và cái cáp này là anh em phải lựa chọn thêm, có nghĩa là anh em phải mua thêm. Và cái cáp này nó sẽ không có đi theo bộ tiêu chuẩn anh em nhá. Và anh em thích xài cái chức năng này thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp cái bộ cáp này để anh em sử dụng với máy mô tô Kentap hoặc là máy mô tô Kenfone để anh em sử dụng chức năng kiểm tra cảm biến CKB anh em nhá. Và đây, cái cáp tôi đang cầm trên tay này là chính là đây là có 4 đầu rắc để anh em kết nối vào cái rắc của cảm biến CKB hệ thống đề từ ACG để anh em kiểm tra. Còn cái cáp này để anh em kết nối vào cái van IACV hoặc là van ISC để anh em kiểm tra cái van gang tin tự động trên dòng Honda và Yamaha luôn anh em nhá. Và đây là máy mô tô Kentap, đây là máy tính bảng của tôi anh em nhá. Vâng ạ. Trước màn hình của các anh em đây, đó chính là chiếc xe Airblade đời 2018 được trang bị Honda trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key anh em nhá và hệ thống đề từ ACG. Vâng ạ. Và anh em muốn kiểm tra được cảm biến đề từ ACG nó có làm việc tốt hay không thì đầu tiên là anh em phải xác định được cho tôi đâu là cái rắc của cảm biến CKB anh em nhá. Và đây chính là rắc cảm biến CKB và nhiều xe thì nó sẽ để ở vị trí khác nhau, nhưng riêng xe Airblade 2018 thì được để ở vị trí này và anh em sẽ tiến hành anh em rút cái rắc cắm này ra cho tôi ạ. Rồi, và khi anh em rút ra rồi thì anh em sẽ nhìn xem là cái đầu rắc nào là cái rắc đi vào trong cái hệ thống mâm lửa anh em nhá, và cái đầu cáp nào là cáp đi vào bó dây sườn để lên trên ECM. Thì tôi quan sát thì tôi sẽ thấy được là cái cáp này cái rắc này là rắc đi xuống dưới đây và nó là đi vào trong mâm lửa, và đó là chính là cái rắc đi xuống chỗ cảm biến CKB anh em nhá. Vâng ạ, tôi đã xác định được là cái cáp này. Rồi, đầu tiên thì anh em sẽ quay lại với lại máy mô tô Kentap để anh em kết nối cáp anh em nhá. Vâng, anh em sẽ sử dụng cho tôi cái cáp này anh em nhá. Cái cáp nhiều cái đầu 4 cái giá cắm này anh em sẽ cắm vào trong máy mô tô Kentap anh em ạ. Rồi, anh em có thể là vặn ốc lại cho nó chắc chắn một chút để anh em kiểm tra cho nó chuẩn anh em nhá. Vâng, như vậy tôi đã vặn chắc rồi. Ok, như vậy tôi đã vặn chắc rồi. Rồi, anh em sẽ quay lại bên xe anh em nhá. Vâng ạ, rồi ok. Sau khi anh em đã kết nối được máy mô tô Kentap với lại cáp kiểm tra thì anh em sẽ lựa chọn trong 4 cái đầu cáp này, đầu cáp nào mà anh em cắm vừa với cái rắc mà anh em cần kết nối. Đấy thì anh em cắm vào đây ạ. Đấy, tôi cắm vào rồi. Rồi ok. Và anh em sử dụng cho tôi một cái kẹp nguồn ắc quy anh em nhá. Anh em có thể là kẹp nguồn ắc quy ở trên xe hoặc là các quy ở ngoài đều được, và anh em cấp nguồn máy mô tô Kentap anh em nhá. Rồi, máy mô tô Kentap đã có nguồn. Rồi, như vậy như sau. Rồi, tôi sẽ tiếp tục quay vào máy tính bảng anh em nhá. Tôi sẽ phóng to lên một chút để anh em nhìn có thể rõ hơn ạ. Rồi. Rồi, từ màn hình chính thì anh em sẽ bấm cho tôi là anh em thấy là có cái dòng chữ là ECU, kiểm tra ECU cảm biến cơ cấu chấp hành. Anh em bấm vào đây anh em nhá. Rồi, anh em muốn thực hiện cái chức năng gì thì anh em kiểm tra. Tôi đang thực hiện chức năng kiểm tra cảm biến, tôi bấm vào cảm biến anh em nhá. Rồi, trong này có rất nhiều cái cảm biến mà anh em cần phải kiểm tra, ví dụ như là cảm biến TB, cảm biến MAB, cảm biến nhiệt độ động cơ, cảm biến nhiệt độ khí nạp và cảm biến oxy. Thì nhiều cái con cảm biến tôi vừa đọc trên thì anh em không cần phải mua thêm cáp, mà cảm biến đó là cái cáp đi theo cái bộ máy tiêu chuẩn rồi anh em nhá. Riêng có cảm biến CKB đây ạ, là anh em cần phải sắm thêm cái bộ cáp tôi vừa nói anh em nhá. Anh em bấm vào CKB, cảm biến CKB. Rồi, trong này thì anh em cần kiểm tra cái cảm biến của hãng xe gì. Anh em ví dụ như xe của tôi là xe Honda, tôi bấm Honda. Còn nếu như anh em kiểm tra trên dòng Yamaha, anh em bấm Yamaha anh em nhé. Và xe của tôi là xe Airblade 2018 của Honda, tôi bấm Honda. Rồi. Yêu cầu kết nối mô tô Kentap với cảm biến, sử dụng cáp nối hô cable PN MTB001 hoặc chú ý, cáp cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ điện thoại 1900 2228 để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Vâng, như vậy là anh em thấy là cô trợ lý ảo cô nó yêu cầu anh em lấy cái cáp ra và cắm như sơ đồ
trên màn hình anh em nhá. Và cô ấy có nói là chú ý là cáp này là cáp chức năng lựa chọn thêm, nó không đi theo cái gói tiêu chuẩn anh em nhá. Và anh em muốn mua cái bộ cáp này để sử dụng thì anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình 0848 854 345 để anh em đặt mình, để mình gửi cáp về cho anh em, anh em nhá. Và anh em thấy là vừa rồi thì anh em thấy là có cô trợ lý ảo xinh đẹp hướng dẫn cho anh em bằng giọng nói. Thì cái ở phiên bản V2.4 này là nó thêm nhiều chức năng lắm, thêm chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến và có cô trợ lý ảo xinh đẹp hướng dẫn cho các anh em bằng giọng nói và thêm rất rất nhiều cái chức năng nữa. Những anh em nào mà đang sử dụng những cái bộ máy mô tô Kentap, mô tô Kenphone do bên mình cung cấp, anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ cập nhật những cái phiên bản chưa có cái chức, chưa có phiên bản thấp hơn lên cái phiên bản VA.4 này để có trợ lý ảo xinh đẹp và có thêm nhiều cái chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến hoàn toàn miễn phí và cập nhật từ xa anh em nhé. Vâng, như vậy là tôi đã kết nối như thế này rồi, tôi bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Yêu cầu bấm nút tiếp tục, sau đó quay vô lăng qua lại liên tục từ góc 10 độ độ đến góc 60 độ độ. Vâng, theo cô trợ lý ảo xinh đẹp hướng dẫn thì anh em bấm cái mũi tên bên phải một cái, bấm cái mũi tên bên phải một cái thì ngay lập tức là anh em phải xoay cái bô lăng điện liên tục, xoay bô lăng điện liên tục. Cái bô lăng điện trong này thì anh em có thể là check cái két nước ra và anh em có thể là xoay đi xoay lại như thế này thôi, xoay đi xoay lại thế này để kiểm tra cảm biến anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ thì một mình tôi thì tôi sẽ không làm được đấy, và tôi sẽ yêu cầu có một anh học viên thực hiện cho tôi giúp cái điều này anh em nhá. Vâng, tôi để máy sang bên này, góc bên này để anh em có thể là nhìn thấy được anh em nhá. Rồi, khi nào mà chú bảo cháu xoay cái bô lăng điện thì cháu sẽ check bô lăng điện ra và cháu xoay liên tục cho chú để chờ có thông báo mới, khi nào chú bảo dừng lại thì dừng lại anh em nhá. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành bấm mũi tên bên phải. Rồi, khi nào chú bảo xoay xoay luôn nhá. Rồi. Rồi, lắc đi lắc lại liên tục. Thôi. Vâng, như vậy ngay lập tức đã có kết quả rồi anh em nhá. Vâng ạ, đã có kết quả. Đã có kết quả luôn rồi anh em nhé. Vâng, như vậy là anh em thấy là xe của tôi đang chạy bình thường. Như vậy là cảm biến của tôi đang hoạt động bình thường. Như vậy là anh em thấy là chất lượng là 4 cái vấu của cảm biến CKB đều tốt, tốt cả anh em nhé. Vâng ạ, và mình chia sẻ luôn cho anh em một chút ở cái chỗ cái vấu này để anh em hiểu hơn về cái, hiểu hơn một chút về cái cảm biến CKB trên hệ thống đề từ ACG anh em nhé. Cái dòng đầu tiên anh em cũng thấy là cảm biến vị trí trục cơ và tốc độ động cơ. Cái mắt này, cái pha này chính là cái pha dùng để tín hiệu đánh lửa và tín hiệu phun xăng và để làm cái nhiệm vụ là đo tốc độ động cơ anh em nhé. Nếu như mà cái mắt, cái dòng đầu tiên này, cái pha đầu tiên này nó mà bị lỗi thì xe vấn đề được và nó sẽ bị mất lửa, mất phun anh em nhé, mất lửa, mất phun. Và khi anh em khởi động thì nhìn trên máy chuẩn đoán lỗi thì nó sẽ không có tốc độ động cơ. Và cái dòng đầu tiên, cái pha đầu tiên này dùng để, nhắc lại một lần nữa, để tín hiệu đánh lửa, tín hiệu phun xăng để đo cái tốc độ động cơ đấy anh em ạ, anh em nhá. Đấy là cái pha này. Nhưng anh em thông thường thì hay được gọi, những cái dòng xe thông thường thì hay được gọi là cục kích đấy anh em ạ, cục kích hoặc cục khiển đấy. Đó là cái pha đầu tiên. Và lỗi cái pha đầu tiên này thì nó sẽ bị mất lửa, mất phun nhưng mà xe vẫn khởi động được, vấn đề được anh em nhá. Đấy, anh em chú ý. Rồi, tiếp tục là đến ba cái pha còn lại, đó là pha V, pha V kép và pha U. Thì đây chính là ba cái mắt để làm từ trường để tín hiệu khởi động anh em nhá. Từ trường để tín hiệu khởi động. Một trong ba cái pha này mà bị lỗi thì xe sẽ không đề được anh em nhá, sẽ không đề được. Vâng ạ. Nhưng mà không đề được, nhưng mà những cái dòng xe đời cũ giống như kiểu là AB2013 đấy, nó có xe, nó có cái cần đạp đấy, thì anh em đạp nó vẫn nổ được anh em nhá. Vì anh em đạp thì cái pha đầu tiên để tín hiệu đánh lửa và phun xăng nó vẫn làm việc, thế nó vẫn nổ được nhưng không đề được thôi. Đấy. Đấy, đó là anh em hiểu chưa? Tôi mình xin nhắc lại một lần nữa. Ba cái pha cuối cùng đây là pha V, pha V kép và pha U, thì ba cái pha đó dùng để tín hiệu khởi động. Đấy anh em ạ, gọi là đề đấy anh em. Một trong ba pha này bị lỗi thì xe sẽ không đề được. Nhưng mà anh em đạp nó vẫn nổ được anh em nhé. Đối với những cái dòng xe mà có cần đạp, đối với những xe đời cũ, đấy anh em hiểu hơn. Thì khi nào mà anh em cần phải kiểm tra cảm biến CKB, thì khi mà cảm biến CKB bị báo lỗi
Đấy, khi cảm biến CKB bị báo lỗi thì anh em cần anh em không biết được chắc chắn là cảm biến có bị lỗi hay không, hay là do đường dây điện nếu như anh em không có những cái máy chẩn đoán lỗi Moto CanTab hoặc máy Moto Scanpol để anh em thực hiện cái chức năng kiểm tra cảm biến CKB thì anh em không biết được ở vị trí nào hư hỏng. Anh em phải tiến hành là mua cảm biến CKB, mà cảm biến CKB low thì không chạy được, mà phải mua cảm biến CKB zin. Mà cảm biến CKB zin thì nó bán theo bộ cả quân điện luôn thì nó lên tới gần 2 triệu đồng. Đấy. Và anh em không biết được chắc chắn là cảm biến có bị hỏng hay không, mà anh em đi ra ngoài phụ tùng xe máy anh em mua về. Nếu như nó đúng bệnh thì không sao, nó không đúng bệnh thì anh em phải ôm cả cái bộ hàng đó trả lại, thì chắc chắn người ta không cho trả rồi. Anh em ôm cả cái đấy thì anh em nghèo càng nghèo hơn, anh em phải ôm đồ, anh em nhá, rất chỉ là mắc tiền 2 triệu triệu đồng anh em nhá. Còn nếu như mà khi mà anh em có máy chuẩn đoán lỗi Moto CanTab hoặc máy Moto Scanpol thì anh em kiểm tra chức năng cảm biến CKB, anh em biết là cảm biến CKB của tôi đang tốt, thấy 4 pha đều tốt thì anh em khẳng định là lỗi không đề được hoặc là mất lửa, nó không liên quan đến cảm biến CKB. Anh em phải kiểm tra đường dây điện hoặc kiểm tra những cái thứ khác bên ngoài anh em nhá. Vâng ạ, khi có máy Moto CanTab hoặc máy Moto Scanpol thì anh em sử dụng, anh em sửa xe thì nó sẽ rút ngắn được thời gian của anh em rất là nhiều, được nhiều, anh em không cần phải thử đồ anh em nhá. Và ví dụ như là anh em có máy thì anh em sửa xe trong vòng có vài chục phút là xong, anh em mua cảm biến về, hoặc là anh em biết là không phải lỗi cảm biến, thời gian sửa xe anh em rất chi là nhanh. Còn nếu như anh em không có máy thì nó tốn kém anh em thời gian rất chi là lâu, anh em phải mượn xe này xe khác để thử này, rồi anh em phải nhận khách 1, 2, 3 ngày, có thậm chí anh em sửa xe tới tới 1 tuần với có được kết quả, và anh em mua rất nhiều cái phụ tùng về để anh em thay thế mà không ra bệnh, anh em phải tốn kém rất nhiều thời gian đấy, những cái, và anh em làm cho khách hàng không hài lòng anh em nhé. Vâng, nhưng khi mà có máy Moto CanTab thì anh em biết được là khách hàng thấy được anh em có những máy chuyên dụng và đã chứng minh được là 4 pha này tốt hoặc là 4 pha này bị lỗi, thì khách hàng họ nhìn vào đây họ sẽ tin tưởng anh em hơn. Nhiều khi anh em biết là hỏng cảm biến CKB rồi đấy, nhưng anh em không có đồ chứng minh cho khách hàng thì khách hàng nhiều khi là cũng không thích anh em tháo cái xe của người ta họ ra, hoặc là người ta cũng âm chung chung là không biết anh em có sửa được hay không đấy. Nhưng mà có cái này chứng minh cho anh em rồi thì khách hàng chỉ có gật đầu và đưa tiền cho anh em thôi anh em nhá. Và nhà mình là đại lý chuyên cung cấp những cái dòng máy Moto CanTab giống trên màn hình của các anh em đây. Thì anh em mua về nhà, nếu anh em có đủ điều kiện mua máy tính bảng, mình sẽ kích hoạt lên trên máy tính bảng dùng như thế này cho anh em luôn. Hoặc nếu như anh em chưa có điều kiện mua máy tính bảng thì anh em có thể là sử dụng trên điện thoại như thế này được anh em nhá. Và xài trên điện thoại và xài trên máy tính bảng nó chỉ khác nhau là màn hình lớn, màn hình bé thôi, chức năng như nhau hết anh em nhá. Và khi cung cấp máy cho các anh em á thì mình hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời anh em nhá. Có nghĩa là khi cung cấp máy á, anh em cần những cái gì thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ cung cấp cho anh em, cung cấp cho anh em, và đồng thời là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời. Không hiểu cái gì thì cứ alo cho mình thôi. Cứ alo cho mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em ạ. Vâng. Đấy, thì ngày hôm nay tôi vừa thực hiện chức năng kiểm tra cảm biến cho anh em. Thấy anh em nhá. Vâng ạ, những anh em, và mình xin nhắc lại cho anh em một lần nữa là cái bộ cáp này là chỉ có là gọi là chức năng cộng thêm. Anh em nào thích thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ cung cấp. Và cái bộ cáp này nó sẽ không có đi theo cái bộ máy tiêu chuẩn đâu anh em nhá. Anh em phải mua thêm anh em ạ. Rồi, video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên mình sẽ tư vấn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.